Vụ việc một khách hàng tại Quảng Ninh nợ thẻ tín dụng ngân hàng 8,5 triệu đồng, sau 11 năm lãi mẹ đẻ lãi con thành 8,8 tỷ đồng, khiến không ít người giật mình về mức lãi suất của thẻ tín dụng. Nhiều khách hàng, chuyên gia cũng hoài nghi về mức lãi suất ngân hàng áp dụng trong trường hợp này, khi khoản dư nợ gốc ban đầu chỉ 8,5 triệu đồng, nhưng sau hơn một thập niên đã phát sinh hơn 8,8 tỷ đồng tiền lãi. Trong khi đó, nếu khách hàng mang 8,5 triệu đồng đi gửi ngân hàng lấy lãi, với lãi suất bình quân hiện tại khoảng 5% một năm, phải mất tới 142 năm mới nhận được số tiền gần 8,8 tỷ đồng này. Khảo sát nhanh tài biểu lãi suất gửi tiết kiệm của các ngân hàng hiện nay cho thấy lãi suất huy động bình quân của kỳ hạn một năm vào khoảng 5% một năm. Như vậy, nếu gửi 8,5 triệu đồng vào ngân hàng với mức lãi suất này, sau một năm khách hàng mới nhận được 425.000 đồng tiền lãi. Sau khi hoàn nhập cả gốc và lãi, khách hàng có khoảng 8,925 triệu đồng cho năm tiếp theo. Vẫn với lãi suất 5% một năm, đến cuối năm thứ hai, khách hàng sẽ nhận về 446.250 đồng tiền lãi, tương đương khoản tiền gốc lãi sau 2 năm là 9.371.000 đồng. Trường hợp khách hàng liên tục để khoản tiền tự động tái tục sau mỗi kỳ hạn một năm với lãi suất là 5% một năm, áp dụng công thức tính lãi kép trong hoạt động gửi tiền là số dư cuối kỳ bằng số dư kỳ đầu tiên nhân 1 cộng lãi suất phần trăm trên một năm, thời gian gửi tính theo năm. Như vậy, sau 11 năm gửi tiền liên tục với lãi suất 5% một năm, từ khoản tiền gửi ban đầu 8,5 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận được số tiền là 14.538.000 đồng cả gốc và lãi. Nếu muốn nhận về số tiền hơn 8,8 tỷ đồng như trường hợp của chủ thẻ tín dụng tại Quảng Ninh kể trên, người gửi sẽ phải chờ tới hơn 142 năm. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.